Trong cuộc đời Đức vua Trần Dụ Tông có một sự kiện ảnh hưởng đến tâm lý của nhà vua sau này. Bấy giờ, Châu Canh thấy vua bị liệt giường. Dương Phương Thuốc nói rằng giết đứa bé con trai, lấy mật hòa với Dương Khởi Thạch mà uống và thông dâm với chị hay em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Tòa thuốc nghe cực kỳ quái đản, phản đạo đức và bất nhân làm cả triều đình bối rối. Trần Dụ Tông nghiện rượu, thích rủ các quan cùng uống thì ai uống thắng được ông thăng chức. Chính trưởng Phụng Ngự Cung Vĩnh An là Bùi Khoan dùng mẹo uống rối được trăm thăng. Tận mắt chứng kiến thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông, sứ thần phương Bắc phải lắc đầu. Thói ăn chơi của Dụ Tông ngay cả hoàng đế phương Bắc cũng không sánh kịp. Về văn hóa, vua Trần Dụ Tông được coi là người đặt nền móng cho một số môn nghệ thuật dân tộc như tuồng cổ, một số trò chơi dân gian như leo dây, múa rối, vân vân. Hiện nay, việc đánh giá về vua Trần Dụ Tông chưa đồng thuận, thậm chí trái ngược chiều nhau. Có người tôn vinh ông vào hành danh nhân, một số người khác lại phủ định ông, coi ông là một vị vua tha hóa, có tội trong việc đẩy nhanh nhà Trần đến diệt vong. Mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung đánh bạc cùng vua. Quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup là đơn vị phát tâm công đức toàn bộ chi phí tu bổ tôn tạo công trình. Vào ngày 20 tháng 8 năm Nhâm Dần, công trình được hoàn thành. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với lăng mộ của vua Trần Dụ Tông. Ngài làm vua được 28 năm và địa điểm này là nơi yên nghỉ cuối cùng của ngài. Thưa vị, lăng mộ này mới được hoàn thành cách đây được hơn một tháng thôi. Chúng ta có thể thấy được sự uy nghi của khu lăng mộ này. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ nhấn like để ủng hộ kênh cũng như hãy chia sẻ video để nhiều người biết đến địa điểm này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, hiện nay, việc đánh giá về vua Trần Dụ Tông chưa đồng thuận, thậm chí trái ngược chiều nhau. Có người tôn vinh ông vào hàng danh nhân. Chính quyền tỉnh Nam Định có đúc tượng thờ ông tại đền Trần, tuyên truyền rộng rãi trên báo chí để nhân dân tri ân ông. Một số người khác lại phủ định ông, coi ông là một vị vua tha hóa, có tội trong việc đẩy nhanh nhà Trần đến diệt vong. Vậy, sự thật về vị vua Trần Dụ Tông được sử sách chép lại như thế nào? Mời quý vị cùng Duy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang xem là Phụ Sơn Lăng hay Lăng Phụ Sơn là lăng mộ của vua Trần Dụ Tông. Lăng mộ của ngài nằm trên một quả đồi thấp tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cách Thái Miếu và ngải Sơn Lăng khoảng 1 km về phía tây. Vua Trần Dụ Tông sinh năm Bính Tý, tức năm 1336. Ông sinh tại Kinh Đô Thăng Long, là vị vua thứ 7 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Trần Hạo, con thứ 10 của vua Trần Minh Tông. Mẹ ông là Hiến Từ Hoàng Thái Hậu. Ông là em của vua Trần Hiến Tông. Vào năm 1341, vua anh Trần Hiến Tông qua đời khi mới 22 tuổi nhưng không có con nối dõi. Tự hoàng Trần Minh Tông lập Trần Hạo lên nối ngôi, tức là Trần Dụ Tông. Khi đó ông mới lên 6 tuổi. Do anh ông là Trần Nguyên Dục, con trai trưởng đích của vua Trần Minh Tông, có thái độ ngông cuồng cho nên Thượng Hoàng nghĩ là Dục không thể nào gánh vác được việc nước và không lập cho làm vua. Vào ngày 21 tháng 8 năm Tân Tỵ, tức năm 1341, Trần Hạo lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Dụ Hoàng, đổi niên hiệu là Thiệu Phong năm thứ nhất. Các quan trong triều đình dâng tôn hiệu là Thống Thiên Thế Đạo Nhân Minh Quang Hiếu Hoàng đế. Khi lên ngôi, vua Trần Dụ Tông còn nhỏ nên Thượng Hoàng quyết định mọi việc, chính sự ban đầu khá tốt đẹp. Khi vua Trần Dụ Tông là một hoàng tử, được nuôi dạy chu đáo, có điều kiện phát triển trí tuệ, từ nhỏ ông đã có tư chất thông minh hơn người, lớn lên càng thông tuệ, học vấn cao minh, giỏi cả văn và võ. Vào năm 13 tuổi, Trần Dụ Tông lấy công chúa Ý Từ là con gái thứ tư của Bình Chương Huệ Túc Vương, tức Trần Đại Niên, sách phong làm nghi thánh hoàng hậu. Sau khi Thượng Hoàng qua đời, Dụ Tông đích thân chấp chính. Lúc này, nhà Nguyên đang đại loạn, ông đã cho quân lính phòng ngự ở biên giới để tránh bạo loạn.
Trần Dụ Tông làm vua được 28 năm, ông thọ 34 tuổi. Trần Dụ Tông không có con nối dõi, buộc phải nhận Trần Nhật Kiên, con của anh trai Trần Nguyên Dục làm con nuôi, làm người nối dõi. Đức vua Trần Dụ Tông, ông được ghi nhận là người có tư chất thông minh, nhanh nhẹn, học vấn cao minh, phòng bị việc võ, sửa sang việc văn, các người man di, thần phục. Chính sự lúc mới lên ngôi cũng khá, từ năm Đại Trị tức năm 1358 về sau, vua sa vào ăn chơi sa đọa, hoàng dâm vô độ, gian thần kéo bè kéo đảng, làm rối loạn triều chính. Loạn lạc nổi lên khắp nơi, vì thấy Trần Dụ Tông ham chơi lười chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước. Chu Văn An khuyên can nhiều lần, nhưng Trần Dụ Tông không nghe. Cụ thể là ông đã dâng sớ xin chém 7 tên nịnh thần, đều là những kẻ quyền thế được vô yêu. Người bấy giờ gọi là thất trảm sớ. Sau khi bản sớ dâng lên nhưng không được trả lời, ông liền treo mũ về quê. Thời điểm đó, giặc Chiêm Thành nhiều lần đem quân tiến đánh vào tận Kinh Đô. Cơ nghiệp nhà Trần từ đó suy yếu. Vào ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Dậu tức năm 1369, vua Trần Dụ Tông băng hà, thọ 34 tuổi. Vào tháng 11 năm 1369, táng vào Phụ Lăng. Theo tấm bia Trần Triều Bi Ký, có viết Dụ Tông Hoàng đế mất ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Dậu, táng tại Lăng Phụ Sứ, 6 năm mẫu, Phụ Sứ tục gọi là Sứ Đồng Bối. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép, Lăng Phụ Sơn, tức Lăng Mộ Trần Dụ Tông ở chân núi Yên Sinh, tẩm điện và rồng đá vẫn còn. Sách Trần Triều Thánh Tổ Các Sứ Địa Đồ cho biết, Lăng Phụ Sơn ở xã Đốc Trại, Tổng Mễ Sơn, huyện Đông Triều, Phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Năm Minh Mạng thứ 21 tức năm 1840, vua Minh Mạng đã cho dựng bia ghi nhớ vị trí lăng tẩm của các vua nhà Trần tại An Sinh, trong đó có Phụ Lăng. Nội dung của bia được ghi lại trong sách Triều Trần Thánh Tổ Các Sứ Địa Đồ. Minh Mạng Nhị Thập Thất Niên Cửu Nguyệt Sơ Lục Nhật Phục Sắc Tạo Dụ Tông Hoàng Đế Lăng, nghĩa là ngày 6 tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 21 tức năm 1840, phụng sắc tạo Lăng Hoàng đế Dụ Tông. Tấm bia này hiện nay đã mất phần thân, chỉ còn lại phần đế bia. Theo mô tả bản vẽ của sách Trần Triều Thánh Tổ Các Sứ Địa Đồ, Lăng có 3 cấp nền, cấp trong cùng cao nhất có chiều dài 2 trượng, tức tương đương 6,6 mét, rộng 1 trượng 5 thước, tức 5 mét. Nền ngoài, tức cấp nền 2, dài 6 trượng, khoảng 19,8 mét, cao 1 thước. Sân nằm giữa hai cấp nền rộng 1 trượng, tương đương 3,3 mét. Hai bên tả hữu có hai nền giống như kiểu tả vu, hữu vu, kích thước rộng 1 trượng 5 thước, tương đương 5 mét, dài 2 trượng 5 thước, tương đương 8,25 mét. Xung quanh vòng ngoài có tường bao bằng đá, khoảng cách từ cấp nền 2 đến tường bao là 26 trượng, tương đương 85,8 mét. Các bậc thềm đều có thành bậc chạm rồng và sấu. Kết quả khai quật khảo cổ học tại Lăng Phụ Sơn trong các năm 2012-2016 đã cho phép suy đoán Lăng Phụ Sơn có cấu trúc gồm 3 cấp nền chồng xếp lên nhau hình kim tự tháp, chính tầm ở giữa và thuộc cấp nền cao nhất. Xung quanh chính tầm có sân và các kiến trúc kết nối liên hoàn, tạo bao quanh lấy chính tầm. Cấu trúc khu tẩm điện của Lăng Phụ Sơn giống với cấu trúc khu tẩm điện trung tâm của Lăng Trần Anh Tông. Bên cạnh các dấu vết tẩm điện đã được phát hiện, cách chính tầm 112,2 mét về phía nam. Khảo cổ học cũng đã phát hiện dấu vết tường bao. Phát hiện này cho phép suy đoán xung quanh Lăng Phụ Sơn có tường bao ngăn cách giữa khu lăng với khu bên ngoài. Dấu vết dòng chảy. Các khu ruộng trũng hiện còn xung quanh khu lăng chính là dấu vết của hào nước bên ngoài tường bao xung quanh lăng. Tường bao bao quanh lấy khu tẩm điện. Tẩm điện của Lăng Phụ Sơn gồm thần đạo, nhà bia, sân hành lễ và tẩm điện trung tâm. Tẩm điện trung tâm là một quần thể kiến trúc kết nối liên hoàn gồm chính tẩm là nơi đặt bài vị được xây dựng ở giữa, trên cấp nền cao nhất, sân và hành lang bao quanh. Tông viện ở phía sau là nơi cất giữ đồ dùng, vật dụng nhà vua từng sử dụng. Hai bên có tả vu và hữu vu, trải qua thời gian, binh lửa chiến tranh. Sự khắc nghiệt của thời tiết và biến cố xã hội, lăng tẩm, điện vũ đã bị mai một nhưng nền móng vẫn được chăm sóc bảo vệ. Dưới thời Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ 21 tức năm 1840, vua Minh Mệnh cho dựng bia tại Lăng, giao cho xã An Sinh có trách nhiệm trông coi lăng tẩm và thờ phụng vua. Đầu thế kỷ thứ 20, việc chăm sóc bảo vệ ít được quan tâm, nên móng vì thế đã bị hư hại. Ngày 9 tháng 10 năm Tân Sửu, tức năm 2022, thị xã Đông Triều khởi công tu bổ tôn tạo Lăng Phụ Trần,
Công trình tu bổ tôn tạo gồm sân hành lễ, chính tẩm và cảnh quan sân vườn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup là đơn vị phát tâm công đức toàn bộ chi phí tu bổ tôn tạo công trình. Vào ngày 20 tháng 8 năm Nhâm Dần, công trình được hoàn thành. Trong cuộc đời Đức Vua Trần Dụ Tông có một sự kiện ảnh hưởng đến tâm lý của nhà vua sau này. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, vào đêm Trung Thu năm Khai Hữu thứ 11, vua Trần Minh Tông đi thuyền chơi trên Hồ Tây. Hoàng tử Hạo mới lên 4 tuổi cũng được đi theo. Hoàng tử vô ý rơi xuống nước, mọi người hoảng hốt nhảy xuống mò tìm. Mãi hồi lâu mới mò được xác hoàng tử kẹt ở lỗ cống đơm cá. Khi vớt lên thì hoàng tử đã chết. Thượng hoàng sai thầy thuốc Châu Canh cứu chữa. Châu Canh tâu rằng có thể cứu được nhưng phải dùng kim châm vào các huyệt. Hoàng tử có thể sống nhưng chỉ sợ sau này sẽ bị liệt dương. Thời gian trôi qua, không ai còn nhớ câu nói cuối cùng của Châu Canh khi cứu hoàng tử Hạo. Đến năm lên 14 tuổi, thượng hoàng cưới vợ cho Dụ Tông, hoàng hậu là công chúa Y Tử, con gái thứ tư của Bình Chương Huệ Túc Vương. Lúc đó, lời nói năm xưa của thần y Châu Canh trở nên ứng nghiệm. Vua Dụ Tông nhận ra mình không có khả năng làm chồng. Lúc đó, các thầy thuốc giỏi, các vị thuốc quý đều vô hiệu với ca bệnh hiểm này. Cuối cùng người ta nhớ ra và thầy thuốc Châu Canh được vời đến. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bấy giờ Châu Canh thấy vua bị liệt dương, Dương Phương Thuốc nói rằng giết đứa bé con trai, lấy mật hòa với Dương Khởi Thạch mà uống và thông dâm với chị hay em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Tòa thuốc nghe cực kỳ quái đản, phản đạo đức và bất nhân làm cả triều đình bối rối. Lịch sử không chép lại chi tiết, chỉ ghi rằng vua làm theo, thông dâm với chị ruột của mình là Thiên Ninh công chúa và quả nhiên có công hiệu. Theo nhiều nhà nghiên cứu hiện đại, chính Châu Canh là người gây ra căn bệnh bất lực của Dụ Tông vì lời tiên đoán đã ám ảnh vua từ bé đến trưởng thành, khiến không bệnh thành bệnh. Châu Canh từ đấy được yêu quý hơn, được ngày đêm luôn ở trong hậu cung hầu hạ thuốc thang, canh liền thông dâm với cung nữ, việc phát giác. Thượng hoàng định bắt Canh chết, nhưng vì có công chữa khỏi bệnh cho vua nên được tha. Châu Canh là con của Châu Tôn, người phương Bắc. Khoảng năm Thiệu Phong, người Nguyên vào cướp, Tôn làm thầy thuốc đi theo quân Nguyên. Đến khi quân Nguyên thua thì bị bắt. Tôn ở nước ta, chữa thuốc cho các vương hầu thời đó. Phần nhiều thấy công hiệu, người trong nước nhiều lần cho Tôn ruộng, nô, thành ra giàu có. Đến đời con là Châu Canh nối nghiệp cha, trở thành danh y, nhưng không có hạnh kiểm nên đến nỗi thế. Đến sau lại được phục hồi chức vị, dòng dõi của Châu Canh đến chiều nay còn có người là Châu Bảo, được của do Châu Canh cất giữ trở nên giàu có, nhưng cũng vì thế mà trở nên lụng bại. Những năm đầu làm vua, có Thượng Hoàng Trần Minh Tông và các đại thần giúp đỡ nên dù đất nước gặp nhiều khó khăn, mất mùa, đói kém, Trần Dụ Tông vẫn duy trì được việc chính trị có nề nếp. Bản thân Trần Dụ Tông có nhiều đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển quốc gia. Về việc võ, Trần Dụ Tông ý thức thường xuyên cảnh giác kẻ thù xảo quyệt và tàn bạo phương Bắc, chăm lo việc phòng thủ biên giới Tây Nam, tăng cường củng cố quốc phòng như tổ chức đóng chiến thuyền, chế tạo vũ khí, luyện tập binh sĩ, bố trí các quan có năng lực đảm đương nhiệm vụ ở những nơi sung yếu, cử binh chinh phạt chiêm thành. Về ngoại giao, Trần Dụ Tông duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng vì mục đích hòa bình cho đất nước. Tháng 8 năm Ất Dậu, tức năm 1345, nhà Nguyên sai Vương Sĩ Hành sang hỏi về việc Cột Đồng. Mặc dù lúc này chính sự nhà Nguyên đã suy đồi, Trần Dụ Tông vẫn dùng chính sách ngoại giao mềm dẻo, sai Phạm Sư Mạnh đi biện bạch nhằm gìn giữ hòa bình. Năm Mậu Thân, tức năm 1368, Minh Thái Tổ lên ngồi ở Kim Lăng, sai Dịch Tế Dân sang thăm ta. Trần Dụ Tông sai lễ bộ thị lang Đoàn Văn Đích sang nhà Minh đáp lễ, thiết lập mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Về đối nội, Trần Dụ Tông quan tâm cải tổ chính quyền, quân đội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Theo quy chế cũ, cấm quân thuộc về Thượng Thư Sảnh. Đến năm Nhâm Ngọ, tức năm 1342, Trần Dụ Tông đặt khu mật viện để quản lãnh cấm quân. Năm Giáp Thần, tức năm 1344, Trần Dụ Tông tiến hành một loạt các đổi mới nhằm tăng cường quyền lực của nhà nước, đổi Hành Khiển Ti ở cung Thánh Tử làm Thượng Thư Sảnh, đặt đại sứ và phó sứ của viện Tuyên Huy, đổi kiểm pháp quan của viện Đăng Văn thành Đình Úy, Tự Khanh và Thiếu Khanh,
đặt đồn điền sứ và phó sứ ở Ti Khuyến Nông. Lộ Lớn thì đặt an phủ sứ và phó sứ, Thuộc Châu thì đặt thông phán, vân vân. Các biện pháp cải cách trên đây của Trần Dụ Tông đã có tác dụng tăng cường sức mạnh quốc phòng và bộ máy quản lý nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, mở mang kinh tế nông nghiệp, vân vân. Trong việc gìn giữ an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội, vấn đề kỷ cương luật pháp có vị trí hết sức quan trọng. Năm Tân Tị tức năm 1341, khi vừa mới lên ngôi, mặc dù mới lên 6 tuổi nhưng có các đại thần học rộng tài cao tham mưu cho, Trần Dụ Tông đã bắt tay ngay vào việc chấn chỉnh kỷ cương. Ông trực tiếp chủ trì và sai Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn biên soạn bộ Hoàng Triều Đại Điển, tức thể lệ lớn của Triều Trần, gồm 10 tập và khảo soạn cuốn hình thư gồm một quyển. Bộ Hoàng Triều Đại Điển có sách chép là Trần Triều Đại Điển, là một bộ luật lớn thời Trần Dụ Tông. Cuốn hình thư có sách chép là Hình Luật Thư, có lẽ đã được biên soạn từ các đời trước nhưng chưa có điều kiện khắc in. Đến nay, Trần Dụ Tông cho khảo soạn lại, khắc in và phát hành rộng rãi để thực thi. Cả hai bộ sách này ngày nay đều đã thất lạc, chưa tìm thấy. Không chỉ quan tâm tới việc hoàn chỉnh luật pháp để điều chỉnh xã hội, Trần Dụ Tông còn quan tâm tới đời sống dân nghèo. Mỗi khi đất nước gặp thiên tai, mất mùa, đói kém, vua đều có những chính sách kịp thời cứu trợ nhân dân như giảm tô thuế các năm 1343, 1354, 1362, v.v. Tháng 4 năm Đinh Dậu tức năm 1357 xuống chiếu cho các lộ Thanh Hóa, Nghệ An, khơi các kênh ngòi cũ. Năm Mậu Tuất tức năm 1358, hạn hán, sâu cắn lúa, cá chết nhiều. Tháng 8 năm đó xuống chiếu khuyến khích các nhà giàu bỏ thóc ra trần cấp cho dân nghèo. Các quan địa phương tính giá trị ra tiền để hoàn trả lại. Tháng 9 năm 1362, vua về Thiên Trường, bàn thuốc công và tiền gạo cho người đau ốm. Dân nghèo ai đến cũng đều được bàn cho 2 tiền, 2 thang gạo và 2 viên thuốc hồng ngọc xương chữa bách bệnh. Dưới thời vua Trần Dụ Tông, nhiều nhân tài đã được trọng dụng như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát v.v. Trong thời kỳ đầu làm vua, Trần Dụ Tông do đã biết trọng dụng nhân tài nên mặc dù đất nước gặp rất nhiều khó khăn, vẫn duy trì được nề nếp chính sự. Để nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước, Trần Dụ Tông quan tâm đến việc tuyển chọn, bồi dưỡng nhân tài, tuyển quan lại qua thi cử đã giúp cho triều đình chọn được người có thực tài để giao cho họ những chức vụ quan trọng, hạn chế tình trạng người không có tài đức lọt vào cơ quan nhà nước. Dùng thi cử để tuyển chọn quan lại là biện pháp tích cực được Trần Dụ Tông quan tâm, đã góp phần làm tăng cường năng lực quản lý của bộ máy nhà nước. Năm 1357, Thượng Hoàng Minh Tông mất, khi đó Dụ Tông đã 22 tuổi, tự mình nắm quyền chính. Vào mùa hè tháng 4 năm Đinh Dậu tức năm 1357, niên hiệu Thiệu Phong thứ 7, ông phong cho người anh là Trần Thiên Trạch, tước cung Tín Vương. Các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi đã qua đời, triều đình bắt đầu rối loạn. Các gian thần kéo bè kết đảng lũng loạn triều chính, thấy triều chính hỗn loạn, dành nhò Chu Văn An dâng thất trảm sớ xin chém 7 gian thần nhưng ông không nghe, liền bỏ quan về dạy học. Các vị quan khác như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát tuy có năng lực nhưng không can gián được vua, bớt hưởng lạc. Vốn Chu Văn An yêu thích núi Chí Linh nên ông về cư ngụ tại đó, chỉ khi nào có buổi tiết triều quan trọng thì mới tới kinh sư. Vua Dụ Tông muốn giao cho Chu Văn An đại quyền, thế nhưng Chu Văn An một mực khước từ, không nhận. Thấy vậy, Hiến Từ Thái Hoàng Thái Hậu đã khuyên can nhà vua. Ông ta là người không thể nào bắt làm tôi được, ta sai bảo thế nào được ông ta. Và khi nhà vua ban áo mũ cho Chu Văn An, thì danh nho này chỉ đa tạ thôi, chứ không nhận lấy. Vua Trần Dụ Tông ham chơi bời, mê đàn hát, thường sai các vương hầu và công chúa bày tiệc đóng trò hát tuồng cho vui. Ai diễn hay thì được thưởng, mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung đánh bạc cùng vua. Sử cũ chép rằng có người đã sàm tấu với ông rằng Thái úy Nguyên Trác đã yểm bùa hại ông, hoàng đế sắm nữa là sát hại Nguyên Trác, nhưng Hoàng Thái Hậu đã can ngăn. Trần Dụ Tông nghiện rượu, thích rủ các quan cùng uống thì, ai uống thắng được ông thăng chức. Chính trưởng Phụng Ngự Cung Vĩnh An là Bùi Khoan, dùng mẹo uống dối được trăm thăng. Dụ Tông tin là thật, thưởng tước 24 để dự thăng trật. Ông còn sai phù xây cất nhiều cung điện, đào hồ ở vườn trong hậu cung. Mùa đông tháng 10, đào hồ ở vườn ngự trong hậu cung, trong hồ xếp đá làm núi. Bốn mạch đều khai ngòi cho chảy thông nhau. Trên hồ trồng thông, tre
và các thứ hoa thơm cỏ lạ, lại nuôi chim quý, thú lạ trong đó, phía Tây Hồ trồng hai cây quế, dựng điện song quế, vân vân. Sai người Hải Đông chở nước mặn chứa vào đó, đem các thứ hải vật như đồi mồi, cua, cá nuôi trong hồ, lại sai người Hóa Châu chở cá sấu đến thả vào đó, lại có hồ Thanh Ngư để thả cá Thanh Phụ, đặt chức khách đô để trông coi. Sách Đại Việt Sử Ký ghi lại, vào năm 1362, vua lệnh cho các nhà vương hầu, công chúa dâng các trò tạp hí để xem. Duyệt trò nào hay sẽ thưởng, vua lại cho gọi các nhà giàu trong nước vào cung đánh bạc làm vui. Có tiếng bạc đặt tới 300 con tiền, 3 tiếng thì đã gần ngàn quan rồi. Vua thích chơi bời, các quý tộc cũng hưởng ứng theo vua khiến triều đình rối lát. Bên ngoài xảy ra mất mùa trong nhiều năm, Trần Dụ Tông chỉ có các biện pháp khắc phục tạm thời như sai các nhà hào phú bỏ thóc lúa chu cấp cho người nghèo để chống đói và thưởng chức tước cho họ để trả công. Ông không chú trọng việc đắp đê và làm thủy lợi để phát triển nông nghiệp lâu dài. Nhà sử học Phan Phu Tiên nói, luật pháp nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc đến như vậy, thế mà đến đời Dụ Tông lại công nhiên làm bậy, gọi những người giàu vào cung đánh bạc, rồi sau người trong nước bắt chiếc cái giờ ấy, không thể ngăn cấm được nữa, cuối cùng vì tệ đánh bạc mà rồi mất nước. Bị siêu cao thuế nặng, dân trong nước oán thán, nổi lên làm loạn, mặc dù các cuộc nổi dậy bị dẹp, nhưng nhân tài và lực trong nước bị hao tổn, kho tàng trống rỗng, triều Trần ngày càng suy. Sách sử có chép vào một đêm mùa hạ, tháng 6 năm 1366, khi vua đến chơi nhà thiếu uy Trần Ngô Lang ở Hương Mễ Sở, tức Hưng Yên bây giờ, đến canh ba mới trở về kinh, trên đường về bị cướp mất cả ấn tín lẫn gươm báu. Tận mắt chứng kiến thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông, sứ thần phương Bắc phải lắc đầu. Thói ăn chơi của Dụ Tông ngay cả hoàng đế phương Bắc cũng không sánh kịp. Tình hình kinh tế trong nước khó khăn, nhưng về mặt đối ngoại, vua Trần Dụ Tông vẫn sai Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đi đánh Chiêm Thành vào năm 1367. Bị thất bại, vì vậy mà tình hình kinh tế nhà Trần lại càng kiệt quệ. Nhân cơ hội đó, vào năm sau, năm Mậu Thân tức năm 1368, vua Chiêm Thành cho người sang đòi đất Hóa Châu, mấy lần đem quân đánh phá kinh thành Thăng Long, khiến vua tôi nhà Trần bỏ chạy tan tác. Vua Trần Dụ Tông vì ăn chơi vô độ nên sức khỏe ngày càng suy kiệt. Vào ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Dậu tức năm 1369, vua Trần Dụ Tông băng hà ở Chính Tẩm trong tâm trạng u uất không có con nối dõi tông đường. Đức vua thọ 34 tuổi, tổng cộng ở ngôi được 28 năm. Vua Trần Dụ Tông được an táng ở Phụ Sơn Lăng, nay thuộc xã Yên Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vua Trần Dụ Tông không có con nối dõi, buộc phải nhận Trần Nhật Kiên, con của anh trai Trần Nguyên Dục, làm con nuôi, làm người nối dõi. Sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bàn về chiếu trao ngôi đại thống cho Nhật Lễ của Dụ Tông như sau. Dụ Tông bị ngã xuống nước mà bệnh, chẳng lẽ lại không biết là mình không có con hay sao? Nhật Lễ là đứa làm trò, chẳng lẽ lại không biết nó không phải là đứa con của Dục hay sao? Huống chi các con của Minh Tông đều có tài nghệ cả. Nếu nghĩ tới xã tắc làm trọng thì chọn người nào có tài đức lập làm thiên tử để làm yên lòng thiên hạ. Như vậy gốc nước sẽ được vững bền. Đã không biết làm như thế, đến khi ốm nặng lại không bàn với Thái Hoàng tính kế vì xã tắc, lại xuống chiếu gọi Nhật Lễ vào nối đại thống để cho mình bị tuyệt tự. Mà sau khi chết còn vạ lây đến Thái Hoàng và Thái Tể. Nếu không có Nghệ Hoàng và các vị tông thất khác thì quốc gia đã không còn là của họ Trần nữa rồi. Trong triều, hoàng tộc muốn lập người anh khác của Dụ Tông là Cung Định Vương Trần Phủ lên làm vua, nhưng bà Hiến Từ Hoàng Thái Hậu tức mẹ Trần Nguyên Dục và vua Trần Dụ Tông nhất định đòi lập người con nuôi của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục là Dương Nhật Lễ lên ngôi. Nguyên mẹ Nhật Lễ là một đào hát, lấy một kép hát bội là Dương Khương có thai rồi mới bỏ Dương Khương mà lấy Cung Túc Vương sinh ra Nhật Lễ. Triều thần không tán thành vì cho rằng Nhật Lễ là người họ Dương, nhưng Hiến Tử Hoàng Thái Hậu cho Nhật Lễ là con của Trần Dục nên lập là hợp lẽ. Cuối cùng Nhật Lễ được lập làm vua vào tháng 6 năm 1369, nhưng hơn một năm sau, các tông thất nhà Trần hội nhau khởi binh về bắt giết Nhật Lễ rồi rước Cung Định Vương về làm vua, tức vua Trần Nghệ Tông.
các sử gia đã đánh giá Trần Dụ Tông trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là vua tính tình, thông tuệ, học vấn cao, chăm lo việc võ, sửa sang việc văn, các di đều thần phục, đời Thiệu Phong chính sự tốt đẹp, từ năm đại trị về sau chơi bời quá độ, sự nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Về văn hóa, vua Trần Dụ Tông được coi là người đặt nền móng cho một số môn nghệ thuật dân tộc như tuồng cổ, một số trò chơi dân gian như leo dây, múa rối, vân vân. Trước đây, khi đánh to đồ, bắt được người phường hát là Lý Nguyên Cát rất giỏi hát. Những con ở trẻ của các nhà thế gia theo y tập hát điệu phương Bắc, Nguyên Cát sáng tác các vở tuồng, truyện cổ, có các tích như Tây Vương Mẫu Hiến Bà Đào. Trong tuồng có các vai quan nhân, Chu Tử, Đán Nương, Câu Nô gồm 12 người, mặc áo gấm, áo thêu, đánh trống, thổi sáo, gảy đàn, vỗ tay, gõ ồn phím đàn, thay đổi nhau ra làm trò, khiến người xem xúc động, muốn cho buồn được buồn, muốn cho vui được vui. Nước ta có tuồng chuyện, bắt đầu từ đấy. Dần dần những hoạt động biểu diễn tuồng cổ như vở Tây Vương Mẫu Hiến Bàn Đào, hát các điệu hát phương Bắc trở thành phong trào văn nghệ quần chúng rộng rãi, dấu ấn ca nhạc thời Trần hiện còn đến nay, như điệu Sa Mạc do Lý Nguyên Cát sáng tác rất giống với nhạc phương Bắc, thể hiện nỗi nhớ quê hương nơi sa mạc xa xăm. Năm 1310, vua Trần Nhân Tông bằng dân chúng thương mến bậc minh quân đã đánh tan giặc Nguyên nên đi đưa tang rất đông, đến nỗi không thể đưa quan tài ra khỏi thành Thăng Long. Theo lệnh vua Trần Anh Tông, Trịnh Trọng Tử bèn đặt ra bài ca Long Ngâm dạy cho quân lính hát ở sân Thiên Trì. Dân chúng đua nhau đến nghe hát, lúc đó mới có thể đưa được quan tài vua cha ra khỏi thành và đem về mai táng ở Long Hưng. Bản nhạc Long Ngâm cũng được dùng để nhịp đường đi nước bước của những người lính khiêng quan tài vua Trần Nhân Tông từ Thăng Long tới Long Hưng. Đời Trần Dụ Tông, năm thứ 10 tức năm 1350, có người Nguyên tên là Đinh Bảng Đức. Nhân nước loạn, đưa vợ con xuống thuyền vượt biển sang nước ta. Bảng Đức cầm gậy hát những lời rất khéo, người nước ta đùa nhau theo học. Năm Nhâm Dần, năm thứ 5 tức năm 1362, mùa xuân tháng giêng, lệnh cho các nhà vương hầu, công chúa, giữa các trò tạp hí, vua xét duyệt trò nào hay thì thưởng trò. Như vậy, Trần Dụ Tông đã cho phép và khuyến khích các vương hầu diễn các vở hát, chính vua duyệt lại. Người nào hát hay, pha trò khéo đều được hậu thưởng. Các hoạt động này coi như hội diễn tổng kết phong trào văn nghệ do vương triều đứng ra tổ chức để phát triển văn hóa. Đây cũng là lần đầu tiên có tổ chức hội diễn văn nghệ cung đình quy mô toàn quốc. Trần Dụ Tông là một tác giả văn học thời Trần. Hiện nay các tác phẩm của Trần Dụ Tông như Hoàng Triều Đại Điển, Hình Thư và các tác phẩm văn thơ khác của ông đều bị thất lạc. Trong Toàn Việt Thiêu Lục chỉ còn ghi lại một bài thơ của Trần Dụ Tông là bài Đường Thái Tông giữ bản Triều Thái Tông, có sách chép là Thư Hoài. Bài thơ như sau. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong, kiến thành Chu Tử an sinh tại, miếu hiệu Tuy Đồng, Đức Bất Đồng. Dịch là Đường, Việt, hai vua hiệu Thái Tông, Đường xưng Trinh Quán, Việt, Nguyên Phong, kiến thành bị giết, an sinh sống, miếu hiệu Tuy Đồng, Đức Chẳng Đồng. Bài thơ tỏ rõ chí khí, lòng kiêu hãnh tự hào của Trần Dụ Tông về các vương triều của nhà Trần. Tác giả so sánh nhà Trần với nhà Đường bên Trung Quốc. Vua mở nghiệp nhà Trần và vua mở nghiệp nhà Đường đều có thụy là Thái Tông, nhưng đức độ hai vua lại không giống nhau. Vua Thái Tông nhà Trần đức độ hơn hẳn Thái Tông nhà Đường. Hiện nay, việc đánh giá về vua Trần Dụ Tông chưa đồng thuận, thậm chí trái ngược chiều nhau. Có người tôn vinh ông vào hành danh nhân, một số người khác lại phủ định ông, coi ông là một vị vua tha hóa, có tội trong việc đẩy nhanh nhà Trần đến diệt vong. Sở dĩ có hai quan điểm trái ngược nhau đó là do mỗi người căn cứ vào một tiêu chí danh nhân riêng không giống nhau. Dù sao đi nữa, hẳn ai cũng phải thừa nhận, vua Trần Dụ Tông là một nhân vật lịch sử lớn của nước ta. Những đóng góp của ông trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật thời Trần là không thể phủ nhận. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like cũng như chia sẻ video để nhiều người biết đến địa điểm Lăng Quảng Ngài. Nếu quý vị và bạn có dịp, hãy về đây chiêm bái cũng như tri ân Ngài. Vị trí Duy đứng đây thì cách trung tâm đền An Sinh khoảng tầm hơn 6 km. Quý vị nhớ
nhấn đăng ký kênh YouTube để đón xem những video mới nhất của kênh Hà Nội Phố. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.